Sáng 14 tháng 10, tại xã Quảng Khê, huyện Đắk Gờ Long, Viettel Đắk Nông tổ chức lễ trao học bổng vì em hiếu học cho 70 em học sinh trên địa bàn huyện. Tại chương trình, đại diện Viettel Đắk Nông và chính quyền địa phương đã trao học bổng cho các em tại các xã Đắk Giờ Măng, Đắk Ha, Quảng Hòa, Quảng Sơn, Quảng Khê, Đắk Som. Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 140 triệu đồng. Trong năm 2022, Viettel Đắk Nông triển khai hỗ trợ 170 suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học tại 17 xã thuộc 5 huyện gồm Đắk Song, Cư Rút, Đắk Min, Đắk Gờ Long và Tuy Đức với tổng trị giá 340 triệu đồng.